Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái video ngắn gọn về việc làm nào để đặt lại mật khẩu cho tài khoản Fimura 12 của bạn. Khi mà các bạn nhờ mình mua hộ ấy, hoặc là các bạn tự mua ấy, thì cái việc đầu tiên là các bạn sẽ phải đăng nhập vào phần mềm và các bạn phải đặt lại cái mật khẩu tài khoản Fimura của bạn. Có thể là sau một thời gian sử dụng bạn quên ấy, thì đây là cái cách mà để các bạn có thể làm nhé. Đầu tiên các bạn mở Fimura lên nhé, Fimura 12. Sau đó các bạn nhấn vào cái nút này nhé, gọi là nút login nhé. Ok, đây là cái giao diện mới của Fimura 12. Cái giao diện login này nó hơi mới tí. Bây giờ bạn sẽ phải nhập cái email vào đây nhé. Nếu như bạn quên quên cái mật khẩu, hoặc là đây là lần đầu tiên các bạn đăng nhập ấy, thì các bạn nhấn vào chỗ này nhé, forgot password nhé. Mình sẽ nhấn vào đây. Tất nhiên là mình là có tài khoản rồi nhé. Sau đó mình sẽ nhập cái tài khoản email của mình vào đây. Ok. .com. Sau đó mình sẽ nhấn next nhé. Sau đó nó sẽ gửi cho bạn một cái code có 6 chữ số, 6 số đến cái hộp mail của bạn. Bây giờ bạn sẽ bật cái hộp mail lên. Đây là cái code của mình nhé. 873914. Mình sẽ copy cái code này. Quay trở lại cái trang này và mình dán cái code này vào đây. Sau mình đặt vào đây, verify code. Bây giờ mình sẽ đặt mật khẩu nhé. Thì mật khẩu các bạn chú ý là gồm có chữ thường, chữ viết hoa, ký tự đặc biệt và số. Các bạn nhớ đánh đủ. Ok. Đánh hai lần nhé. Mật khẩu ở trên này và mật khẩu ở dưới. Sau mình nhấn vào đây, set password. Như vậy là xong rồi. Thì đây là cái account center của bạn nhé. Và cái đơn hàng của bạn thì bạn nhìn vào đây, order history nhé. Đây là các cái bản quyền các thứ của bạn nhé. Tiếp theo là bạn quay trở lại Fimura và bạn gõ cái email của bạn vào. Recorder. Ok, và mật khẩu, bạn nhập cái mật khẩu bạn vừa tạo vào. Sau bạn nhấn vào nút này nhé, login nhé. Ok, sau khi login thành công thì cái chữ login nó sẽ biến thành cái biểu tượng như này, biểu tượng cái hình người này. Bạn ấn vào đây thì nó sẽ đi đến cái trung tâm quản lý tài khoản của bạn nhé. Bây giờ nó trông nó hơi lạ hơn tí so với cái bản 11 và bản Fimura 12 cũ. Ở đây có cái overview này, thông tin này, đây là cái sản phẩm của bạn nhé. Thông báo này, special offer, my support, các thứ linh tinh, không cần quan tâm. Ở chỗ này bạn có thể view my account, bạn ấn vào đây nhé. Ấn vào đây, nó sẽ đi đến cái gọi là cái trang để quản lý tài khoản của bạn ấy. Đó là cái bản quyền, rất là đơn giản thôi. Đấy là làm cách nào để đổi mật khẩu của Fimura 12. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Còn nếu các bạn muốn nhờ mình mua bản quyền ấy, thì có thể xem thông tin mình đặt dưới phần mô tả nhé. Hiện tại đây, bản quyền Fimura 12 ấy, bản trọn đời là 1,6 triệu nhé. 1,6 triệu đã được giảm giá 20%. Thế còn bạn nào mà muốn nâng cấp từ bản 11 lên bản 12 thì giá của nó là 900.000 nhé. Mình cũng nhờ cũng nâng cấp hộ cho các bạn luôn được. Thì các bạn có thể liên hệ với mình theo thông tin mình đặt dưới phần mô tả. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Goodbye.